Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm Việt Nam muốn là bạn của tất cả các quốc gia trên thế giới, mở rộng hợp tác về hòa bình, ổn định và phát triển, cũng như chủ trương 40. Những chủ trương, quan điểm đó có thể được coi như những minh triết để bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước phải trường tồn. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Minh triết của ông Nguyễn Khắc Mai bài viết của Nguyễn Gia. Ông Nguyễn Khắc Mai là chủ nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ông thường có các bài đăng hoặc trả lời phỏng vấn trên các trang thông tin truyền thông ở nước ngoài có xu hướng xuyên tạc, thiếu thân thiện với đất nước và chế độ hiện tại của Việt Nam. Giá như ông chuyên tâm về cái gọi là minh chiếc văn hóa như tên gọi thì đáng quý biết mấy. Nếu như ông đừng luôn xỏ xiên diễn giải sai lệch về những vấn đề có tính thời sự và chính trị của đất nước và những vấn đề có liên quan. Mới đây, trên một số trang mạng ở hải ngoại và vài trang khác có đăng bài viết của ông nói về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông đi sâu vào diễn giải sai lệch về tuyên bố chung giữa hai bên trong chuyến thăm đó ông đã thay đổi các câu từ trong tuyên bố chính thức rằng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai thành cộng đồng chung vận mệnh. Từ đó diễn giải theo một hướng khác gây hiểu sai cho nhiều người về mối quan hệ giữa hai nước. Cách đó cũng giống như một số kẻ đã từng kích động bịa ra cái gọi là theo Hiệp ước Thành Đô đến năm 2000 Việt Nam sẽ sáp nhập thành một tỉnh của Trung Quốc. Khôi hài đến thế là cùng ông mai đã diễn giải rất dài ba chữ chung vận mệnh theo cách của thầy bói tử vi nói về số mệnh vận mệnh của một con người cụ thể ông còn phân tích giữa cái chung và cái riêng vốn là minh Triết thành hôn chiết đầy loanh quanh vòng vèo và mâu thuẫn ý ông là nếu chung vận mệnh thì việt nam thuộc về trung quốc nên không có cái gọi là chung được ông là giáo sư thuộc lĩnh vực xã hội sao ông không hiểu được các tập phạm trù trong đó có nói về cái chung và cái riêng hay vì cái tâm ông không sáng nên mới dẫn dắt định hướng sang một hướng vô cùng sai lạc và nguy hại như vậy cái chung là những thuộc tính có ở nhiều sự vật hiện tượng mang tính quy luật còn cái riêng là chỉ về một sự vật hiện tượng nhất định chúng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau cái chung tồn tại bên trong cái riêng thông qua cái riêng để thể hiện sự tồn tại của mình, còn cái riêng tồn tại trong mối quan hệ dẫn đến cái chung. Cái chung ở đây là hòa bình, hợp tác, phát triển. Nó là thuộc tính chung mà quốc gia nào cũng cần và hướng tới. Còn cái riêng là mỗi nước tự quyết, định đoạt vận mệnh theo cách của riêng mình. Cái vận và mệnh của Minh Triết là như thế đó, chứ không như ông luận giải theo cách của các ông thầy bói tử vi đoán về vận mạng cứ theo như ông diễn dịch và một số người hay dùng cụm từ kể cả chính thống rằng cộng đồng chung vận mệnh mà theo cách hiểu của Minh Triết thì ý nghĩa của nó cũng không như thông điệp của ông muốn dẫn dắt dư luận. Thực ra, khái niệm đó của Trung Quốc họ đã đưa ra như một sáng kiến có từ 10 năm trước là quan điểm về sự hòa bình phát triển của toàn nhân loại chứ không phải cho bất cứ một quốc gia nào trong kỳ họp Thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc ngày 22 tháng 11 năm 2021, ông Tập Cận Bình cũng đã nêu lên sáng kiến đó với các nước ASEAN chứ đâu riêng với Việt Nam để cho ông Mai ám chỉ Việt Nam sẽ thuộc Trung Quốc. Đảng, nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm Việt Nam muốn là bạn của tất cả các quốc gia trên thế giới, mở rộng hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển, cũng như chủ trương 4 -0. Những chủ trương, quan điểm đó có thể được coi như những minh triết để bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước mãi trường tồn. Còn cái gọi là minh triết của ông Nguyễn Khắc Mai chỉ là thứ hôn triết, luôn đồng điệu với đám cùi và những thế lực thù địch mà thôi. Lịch sử hàng ngàn năm đã dạy cho người Việt Nam những bài học quý giá về cách ứng xử như thế nào với người láng giềng phương Bắc, chứ không cần thứ minh triết kích động của ông Nguyễn Khắc Mai.